Mời bà con và quý vị đến với chuyên mục thông tin cùng nhà nông của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa bà con và quý vị, do so ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây ra mưa xào và rông, cộng với thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh trên lúa phát sinh gây hại. Ngành nông nghiệp chỉ đạo trạm bảo vệ thực vật các huyện, thị xã, thành phố cần chủ động tăng cường công tác dự tính, dự báo sâu bệnh gây hại như sâu cuốn lá nhỏ, dây lưng trắng và các đối tượng sâu bệnh khác, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời hiệu quả. Với những dụng lúa xuất hiện mật độ dày cao, cần phòng trừ bằng các thuốc trừ dày như chép 50 VKG, tra tốc 600 VKG. Đối với các giống nhiễm bệnh bạc lá đống dọc vi khuẩn mới xuất hiện bệnh hoặc tại những vùng có nguy cơ cao, cần phun phòng bệnh sớm bằng các thuốc như Ichatot 900 SP, Lopo 8 VKP. Nơi bệnh khô vằn phát triển, cần phòng trừ bằng các thuốc như Tinsuper 300 SD, Super One 300 ec Lưu ý bà con nông dân cần phòng trừ sâu bệnh phải theo nguyên tắc bốn đúng, tuyệt đối không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật sẽ tốn kém, gây ô nhiễm môi trường và tăng khả năng bùng phát dày cuối vụ. Bộ lá đồng có vai trò rất quan trọng trong việc vận chuyển tinh bột nuôi hạt gạo. Nếu bộ lá đồng xanh tốt thì lúa sẽ không bị sâu bệnh tấn công. Do vậy chúng ta cần phải bảo vệ thật tốt bộ lá đồng. Một trong những cách để quản lý bộ lá đồng là cần phải bón đón đồng đúng lượng, phòng trừ kịp thời sâu bệnh hại lúa. Theo thông báo của Chư cục Bảo vệ Thực vật tỉnh, hiện diện tích lúa nhiễm sâu quấn lá chưa 1.500 ha, gần 250 ha diện tích lúa nhiễm bệnh khô vằn ngoài ra bệnh đốm sọc vi khuẩn xuất hiện và gây hại cục bộ trên một số giống nhiễm tôi thấy như thế là trên đồng ruộng là phát hiện là à, bệnh khô vằn, nhiều những cái à, vi khuẩn để cho nhiễm vào ruộng lúa Lắng lên cái là phải phun để trừ cái bệnh khô vằn, không thể hỏng hết nó luống hết rồi là Dịch hại phát sinh trong giai đoạn hiện nay sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới ba lá đồng là bộ lá công năng quyết định tới năng suất lúa. Do đó, việc bảo vệ bộ lá đồng là rất quan trọng để giữ năng suất lúa cả vụ. Bảo vệ cho cái lá đồng an toàn thì chúng tôi đã hướng dẫn cho bà con nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện sâu bệnh kịp thời có cái biện pháp phòng trừ kịp thời đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay thì chú ý là ngoài cái sâu cuốn lá ra thì chú ý đến cái bệnh khô vằn và bệnh nấm do vi khuẩn gây ra. Khi bước vào thời kỳ đồng trổ, bà con cần chăm sóc thật tốt sức khỏe của cây và giữ vững bộ lá đồng để quá trình quang hợp tạo tinh bột được diễn ra thuận lợi, bền và liên tục. Bên cạnh đó, tại thời kỳ quan trọng này, bà con cần lưu ý phòng trừ tốt các đối tượng sâu bệnh tấn công làm ảnh hưởng đến lá đồng. Thường là sau mưa rông gió lớn thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng mà đỏ lá từ mép lá và sau thì gây ra hiện tượng mà cháy cái mép lá tức là gọi là cái bệnh đốm sọc vi khuẩn và cái cháy bìa lá do vi khuẩn đây là một đối tượng là do vi khuẩn nên là như không có cái thuốc đặc trị nên cái biện pháp mà quản lý tốt nhất là bà con chúng ta nên chủ động phòng là chính thì sau khi mà mưa rông dứt thì bà con nên đi phun đi phòng bằng các cái loại thuốc mà có cái tác dụng mà hạn chế hay ức chế để làm cho cái bệnh à, do vi khuẩn này nó không lây lan nó dừng được như là TOTAN 200VKB Bên cạnh cái bệnh do vi khuẩn thì trong cái điều kiện như vậy Thì các cái bệnh do nấm như là cái bệnh khô vằn hay vàng lá Đặc biệt là cái bệnh khô vằn thì nó cũng sẽ leo rất là nhanh Thì bà con có thể kết hợp giữa TOTAN 200VKB và thuốc tin super 300EC Bà con cần chủ động phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh cây hại Và thực hiện theo hướng dẫn trên sẽ giúp tăng năng suất chất lượng lúa khi thu hoạch hiện đang là thời điểm bà con nông dân tập trung phòng trừ sâu bệnh cho lúa xong do sự thiếu ý thức nên nhiều bà con đã vứt vỏ thuốc trừ sâu ra ngay bờ ruộng và hệ thống thủy lợi điển hình như tại cánh đồng thôn tam nông xã hưng đạo huyện tiên lữ cánh đồng giáp với đường adp xã liên phương thành phố hưng yên việc làm này gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến hệ sinh thái đặc biệt là sức khỏe của chính bà con nông dân để giảm thiểu tình trạng trên, chính quyền địa phương cần xây dựng hệ thống thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời tuyên truyền để bà con nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Những năm gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã mạnh sản phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông. Đây là hướng đi cho hiệu quả kinh tế cao, tuy nhiên người nuôi phải đặc biệt cẩn trọng trong mùa mưa bão khi bắt đầu vào mùa mưa bão người nuôi cá lồng cần chủ động gia cố lại lồng lưới hệ thống dây neo phao lồng để hạn chế tốc độ và áp lực dòng chảy lên lồng nuôi bên cạnh đó người nuôi cần tìm vị trí an toàn kín gió dòng chảy nhẹ để neo đậu lồng bè bà con cần thường xuyên vệ sinh lồng để luôn đảm bảo thông thoáng thức ăn cho cá và đầy đủ chất dinh dưỡng giúp cá tăng sức đề kháng thích ứng tốt trong điều kiện nước chảy mạnh bà con và quý vị vừa theo dõi chuyên mục thông tin cùng nhà nông của đài phát thanh và truyền hình hưng yên cảm ơn bà con và quý vị đã dành thời gian theo dõi